Xin chào quý vị, quý anh chị và các bác. Hôm nay Dũng Audi tiếp tục lên sóng để giới thiệu tới toàn thể quý vị, quý cô bác, anh chị và các bạn một cái mẫu xe mà có giá chỉ 465 triệu đồng, được sản xuất năm 2017, một dòng xe phân khúc hạng C mà có giá 465 triệu đồng. Thì bây giờ mình và các bạn sẽ đi vào phần tìm hiểu. Với 465 triệu đồng thì quý vị, quý anh chị và các bạn sẽ mua được một chiếc xe như thế nào? Đấy, một dòng xe như thế nào mà nó có giá đến 465 triệu đồng. Trước mắt quý vị, quý anh chị và các bạn, đây là một mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam, trang bị động cơ 1.6. Chiếc xe trang bị hộp số sàn 5 cấp. Vâng, đây là một dòng Kia Cerato, một cái dòng đời mới của Kia K3. Chiếc xe này được xếp vào phân khúc hạng C, chiều dài, chiều rộng, chiều cao cơ sở thuộc top phân khúc hạng C. Thì chiếc xe này hiện tại bên Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương bán với giá là 465 triệu đồng. Bây giờ mình và các bạn sẽ đi vào phần tìm hiểu về chiếc xe này. Thì rất mong quý vị, quý chị và các bạn ủng hộ Dũng Audi bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, sau đây ấn nút quả chuông thì sẽ luôn luôn được cập nhật những thông báo, những video, những chiếc xe bên Dũng Audi tải lên, thì quý vị, quý anh chị và các bạn sẽ được nhận thông tin nhanh nhất và báo giá chi tiết nhất từng chiếc xe một cũng như từng buổi livestream. Mọi thông tin quý vị, quý anh chị và các bạn vui lòng gọi trực tiếp cho Dũng Audi theo số điện thoại 0855 966 966. Đây là phần form dáng tổng thành phía ngoài của chiếc Kia Cerato 2017. Đối với đời sau này thì cụm đèn pha nó có nhiều sự thay đổi hơn so với cái dòng Kia K3. Thì nó trang bị đèn bi xenon siêu sáng, đèn led thông minh. Đây, đèn led thông minh. Đây. Và có đèn vàng. Và đèn gầm thì được thiết kế với đèn xenon. Với thiết kế mặt ca lăng thì cái bộ tản luyện nhiệt nó cũng trông đẹp hơn dòng đời thấp, và đặc biệt thì nó có hốc gió hai bên. Đây, nó có sự thay đổi khác biệt, nó có hốc gió hai bên. Thì hốc gió hai bên này thì nó sẽ tạo được cái luồng gió khi xe di chuyển vào tốc độ cao, thì nó sẽ được phân phối cái hướng đi nó sẽ tốt hơn. Đấy, thì một số cái tính năng trước của mặt ca lăng của chiếc Kia Cerato nó khác với những dòng xe thấp hơn là như thế. Nhưng mà nó sẽ mang lại một cái kiểu dáng rất là đẹp, trông rất là lịch sự. Và một phần nữa đấy là chiếc xe thì trang bị hệ thống 4 phanh ABS, hệ thống mâm đúc 16 inch, xin lỗi quý vị và các bạn, 16 inch, và phanh chống bó cứng hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đối với chiếc 2017 đang bán tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương thì nước sơn, như các bạn đã thấy đấy, khá là đều sơn, khá là đều sơn, bốn lốp còn khá mới nhé. Với phía sau vẫn trang bị hệ thống phanh ABS, bốn lốp còn khá mới, và nước sơn xịn của xe còn khá là nhiều. Thì thiết kế của chiếc Cerato nó không, phía đuôi nó không khác nhiều so với Kia K3. Cái đời 2017 nó không khác nhiều với so với đời Kia K3. Vẫn là kiểu đèn hậu vuốt nhọn, vuốt xa sau cốp. Đây, hai bên. Kiểu
dáng chiều dài, chiều cao, chiều rộng thì nó cũng không khác nhiều so với cái những dòng anh K3 đổ về trước. Thì trước mắt quý vị, quý chị và các bạn, đấy là cái phần form dáng tổng thành bên ngoài của xe. Thì đối với chiếc xe này, cửa hàng Dũng Audi, chỗ ô tô số 1 Hải Dương, cam kết với quý vị, quý chị và các bạn là chiếc xe zin 99%, cam kết không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, bao rút hồ sơ hỗ trợ sang tên cho khách hàng trên toàn quốc và hỗ trợ vay vốn ngân hàng nếu quý vị, quý chị và các bạn chưa đủ khả năng tài chính. Thì đối với chiếc xe này, quý vị có thể vay được tới 70% giá trị xe. Hãy nhanh tay liên hệ số điện thoại 0855 966 966, Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ 14.3 Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Bình, thành phố Hải Dương. Rồi, bây giờ sẽ đi vào cái phần nội thất. Thì chiếc xe này nó có trang bị hệ thống xi nhan trên gương. Lúc mình báo rẽ hướng thì những người xung quanh hoặc những phương tiện giao thông khác thì sẽ nhận biết được dễ hơn. Có thêm được cái dãy đèn xi nhan trên gương này thì lúc mình bật xi nhan thì sẽ dễ nhìn hơn. Đây, còn đây là phần khoang nội thất. Đấy, như trước mắt quý vị, quý chị và các bạn đấy. Tắp ly được bọc da màu kem, ghế cũng được bọc da. Nội thất con này khá là đẹp, khá là đẹp. Thì đối với dòng xe số sàn thì nó chưa có ghế điện và chưa có cửa sổ nóc và vẫn là ghế cơ. Đây, vẫn là ghế cơ. Cũng trang bị hệ thống vô lăng tích hợp bàn phím này, có cả cruise control kiểm soát hành trình. Đấy, có điều hòa auto, điều hòa tự động và chìa khóa cơ, không phải để start top. Thì đối với dòng xe này, nó vẫn là màn hình DVD theo xe, kết nối Bluetooth Google Maps bình thường. Có cổng cắm USB, cổng sạc. Đấy. Với 465 triệu đồng, quý vị có thể mua một cái chiếc xe mà đã lăn bánh được 2 năm, hơn 2 năm một tí. Thì so với xe mới thì quý vị và các bạn có thể tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng. Chính xác phải tầm 150 triệu đồng. 150 triệu đồng cho 2 năm sử dụng và chiếc xe mới chạy được hơn 4 vạn tí thôi. Thì rất là đáng đồng tiền bát gạo. Thì đối với hàng ghế thứ hai, dòng phân khúc C thì khá là rộng rồi, không bằng phân khúc D được, nhưng mà nói chung là cũng khá là rộng, ngồi khá là thoải mái. Phần ngửa ghế cũng rất là vừa vặn. Hàng ghế thứ hai của chiếc Cerato thì có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Đây, đây mình chỉnh tay nhé. Trần nỉ nguyên bản theo xe, rất sạch. Vâng. Phần cột keo, keo chỉ cánh còn nguyên, không mất tí phân keo chỉ nào. Ốc còn nguyên theo xe, đấy. Ốc bản lề này, ốc bản lề cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa này. Đây, keo chỉ cánh cửa còn zin theo xe. Nếu quý vị phát hiện ra lỗi thì bên mình sẽ hoàn tiền 100% nếu như nói sai về chiếc xe này. Bây giờ mình bạn sẽ đi vào phần xem cái phần ốc cánh cửa của cánh sau bên phụ. Đấy, nó zin theo xe và chỉ thì nó vẫn là chỉ xịn theo xe. Rồi, tiếp tục sẽ là cánh lái, cánh phụ ở phía trước. Đây, keo chỉ đấy, zin theo xe. Bản lề cánh cửa, cánh phụ đây, còn theo xe. Và phần táp lô thì cũng được, nhìn cũng khá là đẹp. Ốc bản lề theo xe đây.
đây là phần khoang cốp. Thì đối với dòng xe phân khúc C thì cái khoang cốp của nó để khá là nhiều đồ. Phần khoang cốp để khá là nhiều đồ, rất rộng. Khá rộng nhé. Xe thì trang bị camera lùi ở đây. Và phần keo chỉ của cốp đấy. Đây, còn zin keo xe. Cũng con ốc của cái càng. Cái chống cái cốp này lên. Đây. Còn zin keo xe, cực đẹp luôn. Keo chỉ zin keo xe. Những cái phần dập nguyên đinh tán của nhà máy người ta dập đấy, chúng còn zin theo xe hai bên. Đây là phần khoang lốp dự phòng, thì quý vị và các bạn để ý kỹ thì thấy cái phần tôn vỏ nó đấy cực kỳ mới luôn. Lốp dự phòng thì con này hạ rồi, chắc thủ xăm người ta sẽ hạ rồi. Tay kích tay quay đầy đủ. Những phần đuôi thì rất ok. Đây là phần khoang động cơ trước Kia Cerato 2017 số sàn, động cơ 1.6. Và động cơ này thì thiết kế 4 máy nhé, 4 máy. Và đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra vào cái phần tại ủ giảm sóc. Đây. Cái phần ủ giảm sóc thì những vệt đinh tán còn nguyên. Nguyên cả cái lớp xốp ở đây. Nó chưa bị mất. Cái phần ốc nhỏ bên này, ốp cái phần tai bên này thì vẫn chưa bị vặn ra, đây còn nguyên. Còn ốc nóc cabo còn nguyên theo xe, keo chỉ zin, keo chỉ zin. Hai bên, bên này nhé, còn keo chỉ còn zin theo xe đấy. Xe cam kết không đâm đụng, không ngập nước, máy số zin, keo chỉ zin 100% theo xe. Đây là ốc chân máy ạ. Ốc răng mặt máy đây. Ốc răng mặt máy chưa mở. Đấy. Ốc chân máy chưa hạ thì chắc chắn là máy zin, mình không phải cần kiểm tra số máy. Ok chưa? Đấy. Máy thì khá là bẩn. Cũng gọi là bẩn đấy, bởi vì nó hơn 2 năm sử dụng thì bụi bặm cũng khá là nhiều. Chất xe thì máy con này cực chất luôn. Thì với 465 triệu đồng, quý vị có thể sở hữu một dòng xe phân khúc C màu đen lịch lãm, số sàn, tiết kiệm nhiên liệu. Ở chiếc xe này thì có mức tiêu hao nhiên liệu nó rơi tầm khoảng 6 lít rưỡi xăng trong 100 km đường hỗn hợp. Quý vị và các bạn hãy đến với Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương để mua được những chiếc xe nó vừa lòng nhất, túi tiền phải chăng, tiết kiệm được chi phí, hỗ trợ sang tên đổi chủ, hỗ trợ mua bán trả góp ngân hàng tại Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương, số điện thoại 0855 966 966. Dũng Audi xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại.